Le Mans Luxury Apartment, tuyệt tác Thụy Sĩ giữa lòng Sài Gòn. Người Sài Gòn ở hải ngoại nhớ da diết những sáng tinh khôi, bước dọc theo con đường Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, trong không khí pha lê ban mai lạnh mát. Nhớ hoàng hôn vội vã, vẫn kịp nghe tiếng dương cầm sau dàn hoa lưu ly tím biếc. Nhớ chiều cao đàn, chợt mưa chợt nắng, rực rỡ như người con gái, ngọt ngào, đắm say. Lái xe dọc đường Trương Định, băng qua công viên Tao Đàn, bạn đã về đến khoảng sân riêng đầy hoa thơm của Le Mans Luxury Apartment. Sảnh Swiss Hall của tòa nhà Le Mans, nơi trang trí và trưng bày rất nhiều vật phẩm, tranh ảnh, phim về đất nước và con người Thụy Sĩ, như một bảo tàng tên thu nhỏ giữa lòng thành phố. Phù điêu hoa nhung tuyết, loài quốc hoa của Thụy Sĩ, được chạm khắc một cách tinh tế, là một ẩn dụ tuyệt vời cho sức sống bền bỉ, cho sự vươn mình tinh khiết giữa những khắc nghiệt của cuộc sống. Các chi tiết của sảnh thang máy các tầng Le Mans, không có một khu căn hộ nào có được. Ốp đá mờ bộ ý vân gỗ và cẩm thạch trắng kết hợp gỗ quý, in nước hồng Nhật Bản. Ở Le Mans, tất cả các tầng đều sở hữu hai vườn treo khổng lồ, hội đủ các yếu tố. Nắng trời, thác nước cao 60m, gió đông nam tự nhiên, đem cả thiên nhiên chan hòa khắp căn hộ. Khu căn hộ được thiết kế theo tỷ lệ vàng với cửa sổ rộng, như mang cả không gian của tâm xanh Sài Gòn vào trong căn hộ. Đặc biệt, các chi tiết hoàn thiện dù là nhỏ nhất như tay nắm cửa, vòi nước, bản lề cũng đều được sản xuất tại Ý. Cùng với một số đèn trang trí pha lê Swarovski sang trọng, khu căn hộ sang trọng được cung cấp đầy đủ dịch vụ đạt chuẩn 5 sao, sẵn sàng phục vụ 24/7. Chỉ cần bấm nút gọi nhân viên, mọi thứ sẽ được đưa đến trước cửa nhà bạn. Tầng B1 của tòa nhà Le Mans là khu vực siêu thị cao cấp Bonroser. Địa chỉ mua sắm lý tưởng cho hàng ngoại nhập và những mặt hàng nội địa tốt nhất, đặc biệt là hầm rượu ngoại 1955 đến từ Singapore. Siegerlauser và quầy hàu sống Canada. Khu gym cao cấp tại tầng 7 và khu spa cao cấp tại tầng 25 của tòa nhà Le Mans là nơi giúp bạn tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời. Hãy khép mắt để cơ thể được làn nước bồng bềnh trong hồ bơi chân mây vuốt ve và thả hồn theo tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Từ hồ bơi trên tầng thượng này, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát trung tâm thành phố, lung linh như một viên pha lê khổng lồ về đêm. Căn hộ dịch vụ 5 sao Le Mans Luxury Apartment